Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc với các sở ngành về triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh. Thành phố Hòa Bình tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hạ viện Nga thông qua dự luật cho phép Tổng thống tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đã làm việc với một số sở ngành của tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch và các dự án nằm trong quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và khu vực đường Hòa Lạc, thành phố Hòa Bình. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác quy hoạch cần có tầm nhìn và quản lý theo quy hoạch một cách chặt chẽ. Trên cơ sở quy hoạch chung có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đưa vào kế hoạch sử dụng đất để nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư được thuận lợi. Trong thu hút đầu tư, cần đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo môi trường vùng Hồ Hòa Bình. Đồ án quy hoạch chung dọc hai bên tuyến đường Hòa Lạc, thành phố Hòa Bình đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt năm 2017 với quy mô hơn 11.106 ha, dân số hiện trạng là 17.307 người. Đồ án đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội khớp nối khu vực Hà Nội và Hòa Bình. Đến nay có 30 dự án đầu tư và đề xuất dự án đầu tư với tổng diện tích đất đăng ký sử dụng khoảng 1.947 ha. Trong tổng số 19 dự án đầu tư đã được cấp phép, có 2 dự án đã hoàn thành hoạt động kinh doanh và 17 dự án chưa hoàn thành hiện đang được nhà đầu tư triển khai. Tuy nhiên, phần lớn các dự án đều trong giai đoạn thực hiện thủ tục đất đai, nhiều dự án chậm tiến độ triển khai. Phân tích nguyên nhân, một số đại biểu cho rằng các dự án dọc hai bên đường Hòa Lạc, thành phố Hòa Bình có nhiều diện tích đất rừng, đất lúa nên phải thực hiện xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do nhà đầu tư không thỏa thuận được với người dân về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đối với quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, đến nay đã được Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ với quy mô 52.200 ha, phạm vi ranh giới tại thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu. Đồ án được quy hoạch với 6 phân khu. Khu vực vùng lõi Hồ Hòa Bình hiện có 51 dự án và đề xuất dự án, trong đó có 19 dự án đầu tư đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 3.515 tỷ đồng, đăng ký sử dụng đất khoảng 3.726 ha. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án rất chậm. Số lượng dự án đã hoàn thành hoạt động kinh doanh trên khu vực lõi lòng Hồ Hòa Bình chỉ chiếm 19% tổng số dự án đã được cấp phép đầu tư. Nguyên nhân dự án chậm triển khai chủ yếu là do một số nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án theo mục tiêu và tiến độ đã cam kết, dẫn tới thời gian kéo dài. Công tác phối hợp giữa chính quyền và nhà đầu tư trong việc đền bù giải phóng mặt bằng đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe về những vướng mắc liên quan đến việc nhận chuyển nhượng đất giữa doanh nghiệp với các hộ dân tại thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc và huyện Tân Lạc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị, điểm đầu tiên đó là công tác quy hoạch. Vì vậy, công tác quy hoạch cần phải có tầm nhìn và quản lý theo quy hoạch một cách chặt chẽ. Tôi là cảm nhận tốt nhất cái môi trường của Hòa Bình với Hà Nội, mà đặc biệt là chúng ta gần với cái trung tâm đào tạo của Hà Nội, các trường đại học ở mé này hết. Vì cái cơ sở nghiên cứu thì nó rất là quan trọng đối với cái nguồn nhân lực cao. Kinh nghiệm phát triển của thế giới là thế. Muốn phát triển được thì ông phải đặt khu nghiên cứu phát triển ở gần các trường đại học. Chứ công chí quy hoạch như nào đấy có tính toán. Từ cái quy hoạch chi tiết như vậy, chúng ta đưa vào kế hoạch sử dụng đất. Đưa vào kế hoạch sử dụng đất để đỡ phải mỗi lần xong này phải xin có dự án thì mới đi xin kế hoạch sử dụng đất. Chúng ta bỏ cái việc đó đi. Bây giờ chúng ta cố gắng làm quy hoạch có tầm nhìn và quản lý theo quy hoạch. Tất cả nhà đầu tư vào nó có hết. Bây giờ nhá, quy hoạch có rồi. Ông được làm gì trong khu này là rất rõ. Kế hoạch sử dụng đất có sẵn rồi, bây giờ ông chỉ có. Nếu chúng ta có thứ cái tiếp theo đây nữa là cái giải phóng mặt bằng. Nếu có mặt bằng xong nữa rồi thì chỉ ông chỉ mang tiền ông xây thôi. Đúng không? Ông thiết kế cái trong cái này thì cũng là cố gắng là thu hút những nhà đầu tư lớn. Bây giờ chúng ta cố gắng làm quy hoạch. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định pháp luật về đất đai quy định cụ thể về hai trường hợp thu hồi đất. Tuy nhiên, để đẩy mạnh công tác đầu tư cần phải có đột phá để đón các nhà đầu tư có tiềm năng. Trong luật có hai loại. Một là loại dự án mà nhà nước thu hồi đất thì có dự án phục vụ đất công cộng, cái thứ hai dự án đô thị. Thế còn các dự án khác là phải thỏa thuận. Thế nhưng còn chỉ biết cả là không thỏa thuận được đâu. Nếu thỏa thuận rất lâu. Vì thế chúng ta muốn thu đầu tư chúng ta phải có cái đột phá.
phải có gì mới, phải tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Mà chúng ta đang cần nhà đầu tư, chứ chúng ta không phải là chúng ta kén chọn. Tất nhiên chúng ta cũng kén chọn, nhưng mà cần những nhà đầu tư tốt. Muốn có nhà đầu tư tốt thì chúng ta phải có điều kiện cho họ. Nhưng mà tiếp theo cái giải pháp mặt bằng là gắn cái giải pháp mặt bằng rất khó, đây là cái quản lý đất đai, các loại tài nguyên. Trong tất cả các cái khó khăn nhất của chúng ta trong giải pháp mặt bằng thì xuất phát từ để quản lý hết, không tốt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần kiên quyết thu hồi các dự án không hiệu quả gắn với quy chế thu hút nhà đầu tư. Các sở ngành địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế liên quan đến công tác thu hút đầu tư, đồng thời tăng cường quản lý môi trường vùng Hồ Hòa Bình, theo dõi và quản lý chặt chẽ đất rừng. Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có công văn về việc nắm bắt thông tin, lãnh đạo chỉ đạo hoạt động giao dịch hoa lan đột biến gen và tình hình tăng giá đất đột biến ở một số địa phương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có hiện tượng giao dịch kinh doanh hoa lan đột biến gen với giá trị rất lớn, công khai trên phạm vi rộng. Nhiều gia đình đã thế chấp đất đai, nhà, tài sản để vay tiền góp vốn kinh doanh hoa lan. Việc góp vốn kinh doanh hoa lan đột biến gen bất bình thường có thể mang nhiều rủi ro cho các hộ gia đình góp vốn, có nguy cơ để lại nhiều hậu quả xấu cho xã hội, mất trật tự an ninh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện tình trạng mua gom đất, đẩy giá chuyển nhượng đất ở một số vị trí quan trọng, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Trước tình hình trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan có giải pháp phù hợp, tuyên truyền phổ biến, cảnh tỉnh để người dân hiểu đúng bản chất kinh doanh hoa lan đột biến gen, hạn chế rủi ro cho người dân khi góp vốn kinh doanh, xử lý những hành vi kinh doanh mua bán không hợp pháp, có dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền liên quan đến hoa lan đột biến gen, có giải pháp kiểm soát không để giá chuyển nhượng đất trên địa bàn tỉnh tăng quá nóng. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan liên quan tiếp tục nắm bắt tuyên truyền tới đảng viên, cán bộ, công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhận thức đúng đầy đủ về hoạt động kinh doanh mua bán hoa lan đột biến gen để hạn chế những hậu quả xấu xảy ra. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quý 1 năm 2021, triển khai các nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2021. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2021, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đã bám sát chương trình kế hoạch chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, thực hiện phòng chống COVID-19, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Phát biểu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quý 2, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, kịp thời định hướng dư luận xã hội đối với hoạt động mua bán, trao đổi, đầu tư trồng lan và tình trạng mua bán đất, đẩy giá đất và các sự kiện được đông đảo người dân quan tâm. Ban tuyên giáo cũng cùng với phù hợp với Sở Tin Truyền Thông cùng với các quan báo chí của tỉnh là tập trung chỉ đạo tuyên truyền các bầu cử liên quan đến công tác hiệp thương, công tác giới thiệu nhân sự và cái công tác tiếp xúc cử tri cũng rất quan trọng, liên quan đến các địa điểm mà đồng chí ứng cử viên cư trú của các đồng chí đại biểu hội đồng, cái này để làm cho tốt cái công tác tiếp xúc cử tri. Sau tiếp xúc cử tri lại công tác vận động bầu cử, cái này cũng là chỉ đạo mặt trận phải vào cuộc. Thời điểm này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nắm tư tưởng các xã sau sáp nhập, chương trình xây dựng nông thôn mới và đánh giá hiệu quả đề án 61 trong việc hỗ trợ nông dân, tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 25 tháng 3,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý 1 năm 2021, định hướng công tác tuyên truyền quý 2 năm 2021. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2021, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt thông tin phản ánh kịp thời tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cấp các ngành trong tỉnh, chú trọng nêu gương người tốt, các điển hình tiên tiến trong xã hội. Các cơ quan báo chí của Trung ương có nhiều thông tin tích cực đa chiều, góp phần cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn liên quan đến việc cung cấp thông tin chính thống của các sở ngành chức năng, xem xét sớm tiêm vaccine COVID-19 cho đội ngũ phóng viên, quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất cho một số cơ quan báo chí hiện nay đã xuống cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong quý 2 năm 2021, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay tỉnh Hòa Bình xuất hiện nhiều tình trạng mua bán hoa lan đột biến với giá trị cao trên mạng xã hội và tình trạng sốt giá đất. Các cơ quan báo chí cần vào cuộc cùng các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền cảnh tỉnh tới người dân. Bên cạnh đó có kế hoạch cụ thể và đẩy mạnh tuyên truyền cho công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, trong đó tỉnh Hòa Bình có tham gia bộ môn đua xe đạp, đồng thời tiếp tục tuyên truyền tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ngày 25 tháng 3, Hội đồng y tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng 150 đại biểu chính thức của đại hội. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Đông y tỉnh luôn chú trọng củng cố tổ chức và phát triển hội viên. Trong nhiệm kỳ, hội đã thành lập được 5 chi hội đông y cơ sở, kết nạp mới được 130 hội viên, nâng tổng số hội viên lên trên 2.000 hội viên. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã có những chuyển biến rõ rệt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, ghi nhận những nỗ lực của ngành Đông y trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội Đông y cần đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả của Đông y tham gia phòng chống dịch bệnh, các cấp hội viên và nhân dân tích cực hơn nữa trong việc trồng cây thuốc tại vườn, tại trường, tại trạm. Đại hội đã bầu 24 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Hòa Bình khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua, kỷ niệm chương và bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân thuộc Hội Đông y tỉnh Hòa Bình. Theo thông báo của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong thời gian một ngày, vào ngày 6 tháng 4 năm 2021. Tại kỳ họp, dự kiến Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ xem xét thông qua 37 dự thảo nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, các nghị quyết chủ yếu tập trung vào việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, dự án đầu tư liên quan đến rừng, các dự án kè chống sạt lở, hồ chứa nước, dự án đầu tư trung tâm hội chợ và triển lãm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2, bổ sung cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 3, Ban Dân tộc tỉnh đã làm việc với Ủy ban dân huyện Đà Bắc về việc triển khai rà soát thực trạng kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo nghị quyết 120 của Quốc hội và việc triển khai dự án hạng mục đầu tư vùng trồng dược liệu quý thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại huyện Đà Bắc. Giai đoạn 2021-2025, Đà Bắc dự kiến tổng mức vốn đầu tư 10 dự án thành phần thuộc chương trình này là gần 2.288 tỷ đồng. Đối với dự án đầu tư vùng trồng dược liệu quý, Ủy ban dân huyện Đà Bắc đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Bioca Việt Nam tiến hành lấy mẫu đất và mẫu nước tại các xã Cao Sơn, Hiền Lương, Yên Hòa với diện tích đề xuất trồng cây dược liệu quý khoảng 300 ha. Tuy nhiên, khi triển khai các dự án khó huy động các nguồn lực đầu tư vì chủ yếu là các xã nghèo,
năng lực của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn ít, quy mô sản xuất nông hộ còn chiếm đa số. Ban dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban dân huyện Đào Bắc cần sớm có kế hoạch rà soát lại thực trạng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, tăng cường phổ biến tuyên truyền các chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc cho người dân, sớm kiện toàn ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện quan tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn. Ngày 25 tháng 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò trên địa bàn huyện Mai Châu. Từ ngày 17 tháng 2 đến nay, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đã xảy ra tại 7 xã trên địa bàn huyện Mai Châu với 121 con bị nhiễm bệnh, 8 con chết đã được tiêu hủy theo quy định. Ngay sau khi có thông tin dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiêm phòng vaccine cho những con bị bệnh và các con cùng đàn với tổng số là 18 con, cấp 190 lít thuốc sát trùng để phun khử trùng cho các hộ chăn nuôi có bò bị nhiễm bệnh, đồng thời tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trâu bò cho đàn trâu bò tại các xã đang có dịch và các xã vùng đệm, giám sát đến từng hộ chăn nuôi để phát hiện sớm và điều trị kịp thời đối với gia súc mắc bệnh, khoanh vùng các ổ dịch và phun khử trùng để hạn chế dịch bệnh lây lan. Ngày 24 tháng 3, Khối thi đua các doanh nghiệp, Ngân hàng Bảo hiểm Trung ương đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề Đoàn kết trách nhiệm sáng tạo hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đơn vị trong khối tập trung vào 6 nội dung giao ước thi đua, trong đó có việc thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy các sáng kiến giải pháp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đối với Ngân hàng Thương mại, phấn đấu đạt 100% trở lên các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản về nguồn vốn dư nợ. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu 100% chỉ tiêu huy động vốn, giải ngân các chương trình tín dụng. Các công ty bảo hiểm phấn đấu 100% trở lên kế hoạch về doanh thu, tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng đại lý, lợi nhuận sau thuế đạt hiệu quả quy ước. Các đơn vị trong khối đã thống nhất nhóm nhiệm vụ để đạt kế hoạch đề ra. Nhân dịp này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hòa Bình đã được nhận cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh. 3 tập thể được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen. Ngày 24 tháng 3, AVT Education đã tổ chức khai trương văn phòng đại diện tại thành phố Hòa Bình. AVT Education là công ty đào tạo du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. AVT Education cung cấp một lộ trình tư vấn và đào tạo, đồng thời trang bị những kỹ năng sống cần thiết để học viên và người lao động tự tin sống, làm việc ở môi trường quốc tế hóa. Sau hơn 6 năm phát triển, đã có 2.833 học viên đã đi du học sang các nước Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc. AVT Education phối hợp với các trường đào tạo nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng và châu Âu nói chung trong đào tạo nghề cho các du học sinh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Hòa Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh sản xuất. Để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thành phố Hòa Bình đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngay khi kiện toàn công tác cán bộ sau sáp nhập, toàn bộ xã Thống Nhất cũ và 4 tổ dân phố của phường Chăm Mát thành phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình. Phường Thống Nhất đã điều chỉnh cơ cấu kinh tế trên cơ sở định hướng quy hoạch địa phương, bám sát vào quy hoạch tổng thể thành phố Hòa Bình để triển khai đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc phát triển hạ tầng đô thị được gắn với khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, phát triển dịch vụ thương mại, du lịch cộng đồng. Trên cái cơ sở quy hoạch tổng thể của thành phố để quy hoạch địa phương chi tiết để phát triển về thương mại dịch vụ, và cụ thể là chúng tôi bám vào các cái trục đường chính của địa phương để phát triển cái ngành đó. Sau đó là Đảng ủy cũng đã có cái sự chỉ đạo để đổi mới cũng như là định hướng phát triển kinh tế về du lịch, dịch vụ. Thành phố Hòa Bình hội tụ nhiều điều kiện trong phát triển kinh tế xã hội với hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối như tuyến đường quốc lộ 6, đường Hòa Lạc, thành phố Hòa Bình, cầu Hòa Bình 3 đã hoàn thành, cầu Hòa Bình 2 đang xây dựng. Thành phố đang xác định thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có việc tạo cơ chế thông thoáng cởi mở, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Bờ Trái Sông Đà, Mông Hóa, Yên Quang
và cụm công nghiệp Trung Mường, Yên Mông, Chăm Mát, Dân Chủ. Sau này sẽ là cái phát triển đô thị của phường về cái khu cánh đồng của khu Quỳnh Lâm. Đấy là vừa thuận lợi cho cái việc mà không gian rồi là cái vị trí ở cái khu đô thị mới, phát triển cái các cái hạ tầng cơ sở cũng như là cái định hướng cũng như là hướng dẫn nhân dân mà xây dựng các cái công trình dân dụng nhà ở thì nó phải phù hợp với kế hoạch. Đồng thời triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành phố Hòa Bình đã ban hành 6 chương trình cụ thể, trong mỗi chương trình trên các lĩnh vực đều xác định mục tiêu chỉ tiêu, đưa ra các nhiệm vụ giải pháp rõ ràng, trong đó có việc hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu của đô thị loại 2 về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng. Năm 2021, thành phố Hòa Bình đặt chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 78,1%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 535,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,25%. Chúng tôi thì về công tác lãnh đạo chỉ đạo thì đã đang xây dựng và chuẩn bị ban hành các nghị quyết rất quan trọng về cái công tác lãnh đạo. Thứ nhất đó là về nghị quyết về xây dựng các tiêu chí thành phố đạt là đô thị loại 2 trước năm 2025. Thứ hai là về một cái nghị quyết là tập trung nguồn lực để đầu tư cho các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Cái thứ ba là chúng tôi đang xây dựng cái nghị quyết về cái tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về công tác giải phóng mặt bằng. Vì trong cái đô thị thì công tác giải phóng mặt bằng là công việc hết sức quan trọng để thu hút và là cái yếu tố quan trọng để thực hiện các dự án. Thành phố Hòa Bình tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh mở rộng các ngành nghề, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch phát triển các khu dân cư đô thị, tạo sức bật mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hòa Bình thời gian tới, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại 2 trước năm 2025. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Hạ viện Nga ngày 24 tháng 3 đã thông qua một dự luật về việc thực hiện sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống Vladimir Putin tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ. Dự luật này được thông qua trong phiên họp cuối của Duma Quốc gia Nga. Dự luật quy định giới hạn 2 nhiệm kỳ Tổng thống áp dụng cho Tổng thống đương nhiệm hoặc những người đã giữ chức Tổng thống trong 2 nhiệm kỳ, có nghĩa là họ không thể giữ chức vụ Tổng thống trong 3 nhiệm kỳ hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, dự luật không tính các nhiệm kỳ trước đây mà Tổng thống đương nhiệm nắm quyền trước khi một sửa đổi hiến pháp có hiệu lực vào năm ngoái. Động thái này cho phép Tổng thống Putin có cơ hội tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024 và giữ chức vụ cho đến năm 2036. Dự luật cần phải được Thượng viện Nga, Hội đồng Liên bang thông qua trước khi được Tổng thống Putin ký ban hành. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa xác nhận sáng ngày 25 tháng 3, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể không xác định vào Biển Đông từ khu vực duyên hải phía đông thuộc tỉnh Hamgyeongnam-do của Triều Tiên. Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho rằng những vật thể này là tên lửa đạn đạo. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã triệu tập họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia vào sáng nay. Các cơ quan tình báo của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành phân tích thông tin về vụ phóng này. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo. Theo giới chức Nhật Bản, vụ phóng được thực hiện vào lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 3 theo giờ Nhật Bản và được cho là đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lần cuối cùng Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo là một năm trước đó. Nếu thông tin của các nguồn được xác nhận thì có nghĩa là Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Cuối tuần qua, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa hành trình. Mỹ cho rằng đây là hoạt động quân sự thông thường và không vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhiều quốc gia ở châu Âu, trong đó có Hà Lan và Pháp, đang tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn làn sóng bùng phát mới của dịch COVID-19.
Hà Lan thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trong 3 tuần nữa cho đến ngày 20 tháng 4. Chính phủ Hà Lan kêu gọi người dân cần cảnh giác với dịch bệnh. Các biện pháp hạn chế bao gồm lệnh giới nghiêm vào ban đêm, yêu cầu đóng cửa nhiều địa điểm công cộng như quán bar và nhà hàng. Theo giới chức y tế Hà Lan, số ca nhiễm COVID-19 tại nước này trong tuần này đã tăng 16% so với tuần trước. Họ cho biết rằng tình trạng này dẫn đến sự gia tăng số người thiệt mạng và bệnh nhân phải nhập viện. Thông báo của Hà Lan được đưa ra trong bối cảnh quốc gia châu Âu khác như Na Uy, Bỉ cũng có những quyết định tương tự. Chính phủ Pháp cũng cho biết nước này đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các hạn chế là rất quan trọng. Chính phủ Pháp sẽ có thể áp dụng các hạn chế đối với những khu vực có số ca nhiễm gia tăng trong thời gian gần đây. Hàng chục tàu vẫn đang mắc kẹt tại kênh Suez, chờ các tàu cứu hộ giải cứu con tàu dài 400 mét đang bị mắc kẹt. Việc con tàu gặp sự cố đã gây ra một vụ tắc nghẽn lớn, làm đình trệ toàn bộ hoạt động giao thông tại một trong những tuyến đường thủy đông đúc và quan trọng nhất trên thế giới. Tàu chở hàng Ever Given gặp sự cố đâm chéo vào bờ do điều kiện thời tiết xấu khi đang trên đường từ Biển Đỏ đến Địa Trung Hải. Con tàu này thuộc sở hữu của Soe Kisen ở miền Tây Nhật Bản và được điều hành bởi công ty vận tải Evergreen Marine Corp của Đài Loan. Theo công ty này, sức gió lên tới hơn 74 km/h đã khiến tàu container mất kiểm soát đi chệch hướng. Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã điều động tàu kéo để di chuyển tàu. Các máy xúc cũng đã được triển khai để đào bới cát và đá xung quanh mũi tàu. Kênh đào Suez là tuyến đường thủy vận chuyển hàng hóa quan trọng với hơn 18.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm. Mới đây, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã thả máy bay Ingenuity trên sao Hỏa. Đây là lần đầu tiên có một thiết bị bay thám hiểm bề mặt một hành tinh ngoài trái đất. Trực thăng Ingenuity đáp xuống sao Hỏa từ ngày 18 tháng 2, tuy nhiên tới nay mới bắt đầu hoạt động. Đây là một phần của tổ hợp thám hiểm tự hành Perseverance. Đây chính là phòng thí nghiệm thiên văn học di động hiện đại nhất từ trước tới nay mà con người phóng vào không gian. Sứ mệnh của máy bay này sẽ là tìm kiếm mọi dấu tích của bất cứ một hình thái sự sống nào trên hành tinh đỏ. Cơ chế của trực thăng Ingenuity giống như trực thăng bình thường, nhưng điều khiển sẽ có chút khó khăn hơn vì trọng lực ở sao Hỏa khác trái đất. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HVTV. Kính chào tạm biệt.